Du Danh xin kính chào tất cả các bạn thân mến của Du Danh. Thì hôm nay Du Danh cũng trở lại với chương trình video. Trước tiên Du Danh xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Du Danh qua nhiều cái video vừa qua, cũng như những lời comment của các bạn dành cho Du Danh. Một lần nữa Du Danh thành thật cảm ơn tất cả các bạn nhiều, thật nhiều kính thưa các bạn. Thì hôm nay Du Danh cũng có một cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh qua tình hình đất nước và tình hình thế giới hôm nay như sau. Thì trước khi đi vào chương trình, Du Danh xin giới thiệu với tất cả các bạn. Du Danh đứng trong khoảng cánh đồng ruộng mà các bạn nhìn thấy ở cái đường đi ở bên đó là với bông màu vàng, nhìn cái khung cảnh cũng rất là đặc biệt trong cái cánh đồng lúa mì vào thời điểm hiện nay là đang rằng là sum xê xanh mướt nó ở cả một cánh đồng. Đó là giới thiệu qua khung cảnh cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh. Cuối tuần cho Du Danh xin cầu chúc đến tất cả các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ, bình an bên người thân của chúng ta. Nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine trong 24 giờ, hiệp hội đã nghe bây giờ, kính thưa bạn, là Nga áp đảo tấn công quân đội của Ukraine nhiều mặt ở tại miền đông Ukraine, đặc biệt nhất đó là khu vực ở tại Chasovia, Berdichi cũng như Liman và nhiều khu vực khác nói ở thuộc miền đông Ukraine thuộc tỉnh Donetsk. Thì tình hình hiện nay theo tin tức từ quân đội của Ukraine ở tại Chasovia cho biết nói Nga tấn công trong 24 giờ, phải nói quyết tử chưa từng có, mà lực lượng quân đội Ukraine bắt buộc phải rút loại xe tăng hạng nặng là Haram của Hoa Kỳ rời khỏi tình hình chiến địa. Và các báo chí cũng đang đăng tin bình luận xôn xao với hai ngày hôm nay, đặc biệt nhất là khi lực lượng quân đội Ukraine đã rút xe tăng Graham của Hoa Kỳ ra khỏi ở chiến địa này, thì nhiều báo chí bình luận cho rằng là Hoa Kỳ không muốn cho Ukraine đặt những chiếc xe tăng này nơi đây, làm bể mặt Hoa Kỳ cũng như vũ khí của Hoa Kỳ là không phải vũ khí tối tân, dần dần nhiều tình tiết mà các báo chí chia sẻ. Thì theo tin tức mà từ lực lượng quân đội Ukraine đang nêu ra nhiều lý do về tình hình, không phải một mình xe tăng của Hoa Kỳ không, mà cả Leopard cũng như luôn cả xe T-72 hay là một trong dòng xe T-80 của Ukraine cũng phải rời khỏi. Lý do là quân đội Ukraine hiện đang ở ngoài dòng, ở ngoài đồng trống, kính thưa bạn, không có nơi nào để mà ẩn núp xe tăng. Đây là mục tiêu của Nga tấn công từ máy bay không người lái và luôn cả tên lửa và cũng như pháo ở trên xe tăng của Nga. Vì vậy là bắt buộc Ukraine không có đường nào lựa chọn phải rút xe tăng về ở phía bên trong, ở tiếng phía sau để bắn pháo yểm trợ cho các đơn vị ở ngoài tuyến đầu. Đó là theo chi tiết từ lời của quân đội Ukraine đã dẫn chứng. Nhưng tình hình thì chúng ta là thấy rõ, nó hiện nay là Nga đang bao vây lực lượng quân đội Ukraine từ ở Berdichi cũng như Chasovia, Kupiansk và những khu vực khác là Nga đang bao vây tất cả. Hiện tại lực lượng quân đội Ukraine ở ngoài đồng trống, Nga thì ở trong những khu rừng và nhiều khu vực mà Nga đã chiếm lấy được của phần đất của Ukraine, thì Ukraine bắt buộc phải rời đi và tiếng phòng thủ ở nơi đây Ukraine cũng có lợi là quan sát tất cả các mục tiêu ở nơi nào Nga tấn công bằng bộ binh hay là bằng xe tăng, thì Ukraine cũng có thể phản công một cách nhanh lẹ và đạt được nhiều thành công theo những gì mà các báo chí chia sẻ cũng như từ lời của các đơn vị ở tại Chasovia đã cho biết. Thì tình hình hiện nay chiến sự đang diễn ra khốc liệt giữa lúc mà Ukraine chưa có đạn dược. Kính thưa bạn, đạn dược của Ukraine chỉ đến là một cách chậm chạp và cũng như không đủ sức để ngăn chặn thiếu mọi mặt. Vì vậy, thời gian này là thời gian Nga mượn cơ hội để tấn công quyết tử dòng miền đông Ukraine. Đó là theo lời của các cấp chỉ huy của lực lượng quân đội Ukraine ở miền đông Ukraine đã cho biết. Thì tham mưu trưởng Ukraine, ông Zyky, ông cho biết, ông nói tình hình hiện nay, Nga tấn công ở tại miền đông Ukraine lên tới 6 mặt trận mà chúng tôi phải đáp trả, đặc biệt nhất đó là ở tại Chasovia. Lý do nào Nga muốn chiếm lấy cho bằng được ở tại Chasovia lên tới tăng diện thêm
25.000 quân mà ông đã thưa qua với từng lễ vừa qua, kính thưa bạn. Thì số 25.000 quân này của Nga và cộng thêm với quân còn lại nơi đây trên dưới gần 30.000 hoặc có hơn 30.000 quân, nhưng không thể chiếm lấy được ở tại Chasuvia này. Chasuvia nằm ở trên đồi và quyết tử. Vì vậy, Nga muốn chiếm được Chasuvia cả dịp vấn đề khó khăn. Nga tìm bằng mọi cách chọc thủng tuyến phòng thủ ở tại mặt trận Bakhmut, cũng như để đánh áp nhiều hướng để cắt đứt đường chi viện của lực lượng quân đội Ukraine kìm cửa ngày hôm nay để chờ vũ khí đến. Thì lực lượng quân đội Ukraine, theo các báo chí bình luận cho rằng, đặc biệt nhất là Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ AMS, nói Ukraine gắn gồng mình trong vòng 10 ngày trở lại. Và trong tuần tới này, Ukraine có thể có vũ khí đã đến tay, lúc đó là cũng có thể lật ngược thế cờ ở tại Chasuvia và nhiều khu vực khác. Đó là theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ, ông đã nhận định vì tình hình hiện nay khi Nga đã ở cái thế là thượng phong, là Nga chủ động để tấn công nhiều mục tiêu mà thời gian qua Ukraine không có vũ khí mà Ukraine bắt buộc phải phòng thủ. Vì vậy là ngay bây giờ Ukraine phải tiếp tục ở trong giai đoạn này muốn lật ngược thế cờ, phải chờ thời gian khi Ukraine có vũ khí. Đó là chi tiết về tình hình chiến sự mà diễn ra ở tại miền đông Ukraine trong hai ngày nay. Thì ở tại Chasuvia, các bạn đã biết là Nga tấn công liên tục như vậy là 10 ngày nay. Nga không chiếm được nơi nào và cũng không để áp sát vào ở thành phố của Chasuvia. Thành phố Chasuvia chỉ có 12.000 người. Kính thưa bạn, một thị trấn nhỏ bé, và hiện tại ngay bây giờ còn lại theo các tin tức từ người dân Ukraine ở tại nơi đây cũng như lực lượng quân đội Ukraine đã cho biết thì còn khoảng 500 người, còn bao nhiêu người đã đi hết tất cả, chỉ còn lại những người già và những người họ đã tuyên bố rằng tôi sống chết gì cũng ở đây và không bao giờ rời khỏi Chasuvia. Đó là chi tiết về tình hình ở miền đông. Riêng về ở tại Kharkov ngày hôm nay, kính thưa bạn, thì ngày hôm nay Nga tấn công tên lửa lên tới trên dưới là 34 tên lửa đủ loại, từ Tu-95 của Nga đã tấn công và luôn cả Su-34, Su-35 cũng như ở đại đảo Khima đã liên tục tấn công. Thì theo tin tức là lực lượng quân đội Ukraine đã bắn hạ là 24 chiếc tên lửa, kính thưa bạn, 24 trái tên lửa và máy bay không người lái, bao nhiêu thì chưa có tin tức, cũng như luôn cả sự thiệt hại và số thương vong của người dân ở những khu vực mà Nga tấn công ngày hôm nay ở khu vực miền Nam lẫn cả miền Đông và ở tỉnh Kharkov. Riêng về ở Kharkov thì theo tin tức từ Bộ Quốc phòng của Nga, ông Sukhoi cho biết là một cuộc tập kích ở trên không kết hợp cùng với nhiều các đơn vị của Nga, chẳng hạn như máy bay không người lái và máy bay tấn công, luôn cả tên lửa, đã phá hủy một đoàn tàu chở vũ khí của Ukraine về ở tỉnh Kharkov. Qua hình ảnh cũng như luôn cả có hình ảnh đoạn video mà Nga đã tung tin, thì nhìn thấy một toa tàu đã bị nổ tung, ở trong đó chứa loại vũ khí nào không ai biết được, nhưng một toa tàu đã bị thiệt hại. Thì Nga cho rằng đã phá hủy 5 khẩu pháo, một khẩu pháo M777 và còn lại là 2 khẩu pháo, đó là 105 ly, một trong loại pháo M1, kính thưa bạn, và cũng như pháo của Anh Quốc, đó là phía Nga đã công bố. Còn lực lượng quân đội Ukraine thì chưa có trả lời những câu nói này của Nga. Với tình hình hiện tại, thì vào ngày hôm qua mà lực lượng quân đội Ukraine đã tấn công vào cây cầu đảo Crimea cũng như những khu vực khác, lên tới là hàng chục máy bay không người lái. Đây là cuộc thăm dò để lực lượng quân đội Ukraine tấn công vào đảo Crimea và luôn cả cây cầu đảo Crimea khi vũ khí của Ukraine đã đến. Đây là một cuộc thí nghiệm xem như vậy là tên lửa của Nga đặt nơi đâu và cũng như dạng phòng không và nhiều vị trí khác. Tin tức hiện tại thì Nga cho rằng Nga đã phá hủy hoàn toàn, thì Ukraine cũng chưa có lên tiếng về sự vụ này với các cuộc mà Ukraine đã tập kích vào đảo Crimea vào ngày hôm qua. Thì theo tin tức từ người dân đảo Crimea đã cho biết là không phải là 2 chiếc mà là lên đến là 30-40 chiếc ở đảo Crimea, và phòng không đã bắn khắp nơi cũng như nhiều tiếng nổ
giăng khắp nơi từ ở dưới đất và lẫn cả ở trên trời. Đó là theo người dân ở tại đảo Kima người ta đã công bố ở trước tình hình hiện tại. Thì ngày hôm nay nói đến là Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ, ông Lloyd Austin, ông vừa thông báo cho biết là gói hỗ trợ vũ khí 6 tỷ đô la và ông đã công bố và như vậy đang chờ đến là quân vụ của Hoa Kỳ phê duyệt là bắt đầu sẽ vũ khí xuất đến cho Ukraine với cái gói là 6 tỷ đô la gồm đạn pháo, xe bọc thép M2, một trong dòng xe chủ lực là hiện nay mà Ukraine đang cần. Vì thời gian vừa qua khi Hoa Kỳ gửi một số ít cho Ukraine thì buổi ban đầu Ukraine cho rằng không đạt thành công, nhưng sau khi áp vào cuộc chiến thì một trong loại xe tăng xe bọc thép M113 M2 này rất là lợi hại với khẩu pháo ở trên là 25 ly. Kính thưa bạn, hãy nói là xuyên thủng cả giáp tất cả các loại xe tăng của Nga. Vì vậy và giờ tấn công được cũng như giờ phá hủy được xe tăng và luôn cả những mục tiêu ở trên không và trên bộ. Vì vậy là số lượng mà Hoa Kỳ gửi cho Ukraine thì bao nhiêu chưa biết, nhưng loại này sẽ có và lẫn cả xe 4 bánh và xe tải thương vân vân. Đó là theo lời của Bộ trưởng Bộ phủ Hoa Kỳ đã công bố. Mặt khác còn kết hợp thêm như vậy là đạn pháo và lẫn cả hỏa tiễn cho Ukraine từ hệ thống và hỏa tiễn Patriot và HIMARS cũng như luôn cả hỏa tiễn không đối và đất đối. Ây cha, bây giờ cái gói 6 tỷ này bắt đầu đã chơi lớn, kính thưa bạn. Thì theo lời của Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ, ông Lỗ Tin, ông cho biết, ông nói là trong tuần tới này là quân vụ bắt đầu sẽ phê duyệt và dẫn chuyển vũ khí cho Ukraine nhanh hơn với vũ khí mà Ukraine hiện đang cần ngày hôm nay. Thì ngay bây giờ, nói đến việc mà Ukraine chuẩn bị sẽ có F-16 tới nơi, kính thưa bạn. Và hiện tại là Ukraine chưa có, nhưng Hoa Kỳ phải viện trợ cho Ukraine từ máy bay không người lái với tất cả các vũ khí để bảo vệ trước tình hình. Và sau khi đó F-16 sẽ đến. Thì một trong những loại hỏa tiễn không đối và đất đối để gắn trên máy bay F-16 là một cuộc tấn công phải nói là quyết tử trong những ngày sắp tới. Vì vậy với lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ là ông đã thông báo cho biết là tất cả chúng tôi đã làm hoàn tất và chỉ còn lại sau cùng đó là quân vụ của Hoa Kỳ phê duyệt. Thì hàng vũ khí của Hoa Kỳ, của Ukraine sẽ đến tay cho Ukraine trong vài ngày tới. Theo những gì mà từ lời Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ, ông Lỗ Tin, ông đã công bố. Hiện nay thì Tổng thống Zelensky, ông cũng đề cập đến kêu gọi Hoa Kỳ phải hỗ trợ hệ thống lá chắn Patriot càng sớm càng tốt để cho Ukraine ngăn chặn được. Mỗi ngày Nga đều tấn công tên lửa vào lãnh thổ đất nước của Ukraine, làm cho người dân của Ukraine càng ngày càng chết nhiều hơn và bị thương vong và tổn hại thêm cơ sở hạ tầng cũng như nhiều vật chất khác. Vì vậy sự mà yêu cầu của Tổng thống Zelensky thì hiện nay Tổng thống Biden ông chưa có nêu ra là bao nhiêu hệ thống Patriot, nhưng riêng về Tây Ban Nha thì đã thông báo cho biết là trong tuần này hệ thống Patriot của Tây Ban Nha cũng như kèm theo đạn pháo và tàu chiến lẫn cả những thiết bị quân sự mà Ukraine cần thì Tây Ban Nha sẽ gửi cho Ukraine trong tuần tới này. Bước vào đầu tháng 5 là những gì Ukraine cần thì đã có tất cả. Thì theo Tây Ban Nha đã tuyên bố điều này thì do anh nghĩ rằng vũ khí này đã đến tay Ukraine. Và tình hình hiện nay thì ở tại Ukraine hãy nói là đang một sự căng thẳng, đặc biệt nhất là vũ khí chưa tới. Vì vậy lực lượng quân đội Ukraine phải gồng mình ở tại Chasovia cũng như Berdichi và Liman, Bakhmut và nhiều khu vực khác. Đó là chi tiết về tình hình chiến sự ở tại Ukraine trong 24 giờ, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức tại Nga. Tin tức Nga thì rất nhiều ngày hôm nay, đặc biệt nhất là Bộ trưởng Bộ phòng của Nga, ông Shoigu, lên tiếng những gì về tình hình chiến sự ở tại Ukraine cũng như luôn cả Hoa Kỳ. Kính thưa các bạn, ông Shoigu cho biết, nói hiện nay
là Hoa Kỳ và cả NATO cho rằng Nga đang muốn tấn công vào đất nước của châu Âu, lãnh thổ của châu Âu cũng như các thành viên của Liên minh NATO, thì ông khẳng định một điều là Moscow không bao giờ có chủ ý đó, cũng như không bao giờ có nghĩ đến cái việc tấn công vào đồng minh của Hoa Kỳ hay là Liên minh NATO. Hiện nay là cuộc chiến ở tại Ukraine mà giữa Nga cũng như luôn cả Tổng thống Putin đang dàn xếp với nhiều quốc gia thế giới để kết hợp một sự vụ hòa bình cho Ukraine. Tình hình hiện tại thì nói đến việc mà cuộc chiến tranh ở tại Ukraine thì Nga không muốn điều đó. Cha lời của ông lời của ông Sukhoi nói chuyện nghe cũng hay êm tai và dễ chịu, nhưng cái câu sau cùng của ông nghe nó thấy mắc ghét, nghe nói xong là muốn đục vô mắt rồi, vô mặt rồi kính thưa bạn. Nó đáng lẽ ra cuộc chiến ở tại Ukraine hiện nay nó đã im dịu và bắt đầu nó lắng động xuống, nó không còn cái là sôi động giống như trước kia, nhưng Hoa Kỳ lại bơm vũ khí cho Ukraine và đồng minh của Hoa Kỳ, Pháp, Anh Quốc và nhiều quốc gia khác đang đổ xô đưa vũ khí đến và không muốn cuộc chiến ở tại Ukraine chấm dứt, mà muốn cho người dân của Ukraine chết chóc nhiều hơn nữa. Với dấu số vũ khí này cũng không đạt được thành công kết quả nào. Nga thì chiếm lấy Ukraine không sao, nhưng cái lời nói của ông Bộ trưởng Bộ phòng của Nga, ông Sugoi, ông cho rằng việc mà cuộc chiến tranh ở tại Ukraine đã xảy ra ngày hôm nay thì thật sự chúng tôi không muốn, nhưng vì người dân và cũng như địa chính trị và lãnh thổ đó là của đất nước Nga trước kia, vì vậy là cái sự mà Putin ra lệnh để xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine đó là hợp pháp và hợp lý, vì đất nước của người ta cho rằng đây là cuộc địa chính trị cũng như một vùng điểm để bảo vệ an ninh quốc gia của Nga, và những tỉnh lệ này trước kia là của Nga thì bây giờ Nga lấy lại chuyện đó bình thường. Ây chai, vậy là Tổng thống Zelensky ông lên tiếng, ông nói là Moscow là của tao, là của Ukraine, vì vậy bây giờ đưa quân đến đánh Moscow để lấy Moscow, Putin có chấp thuận không? Kính thưa các bạn, đó là Putin đã lỡ bước xa cơ khi đã cởi lưng cọp, bây giờ không tụt xuống được nữa. Vì vậy, mỗi phương án, mỗi điều kiện để tạo cho một cuộc diện đi đến tồi tệ, bây giờ nếu rút quân thì quá nhục nhã, không còn cách nào hơn bắt buộc phải cầm cự. Và cầm cự bấy nhiêu thì quân đội của Nga đã thiệt mạng bấy nhiêu, chết càng lúc càng nhiều, nhiều thật nhiều, mà các báo chí đã bình luận qua những gì mà người ta đã lên tiếng hôm nay. Thì lời phát biểu của ông Sugoi hầu như là chỉ nói một đường làm một nẻo, cứ nghĩ đầu óc của mình đang ảo tưởng là việc của mình làm cái việc đó là đúng, nhưng thực chất nó là một kẻ xâm lăng. Thì Putin và luôn cả với bộ máy cầm quyền của Nga, họ không bao giờ nhìn nhận điều đó, mà họ cho rằng họ là kẻ đúng, đúng thật sự. Họ nói lẽ ra là cuộc chiến tranh này đã chấm dứt, cuộc chiến tranh này không còn sôi động nữa. Nhưng các bạn đã thấy, hàng ngày, Nga tấn công tên lửa vào lãnh thổ đất nước Ukraine, bao nhiêu người dân đã thiệt mạng. Hầu như ngày nào cũng có người đã chết, cũng có người đã bị thương. Chưa nói đến giữa binh sĩ hai bên, nhưng Putin thì không có chết. Hàng cha Bộ trưởng Bộ phòng của Nga này cũng không chết. Vì vậy là nói cho nó đã, tụi bay chết đó là tại tụi bay là dân, tụi bay có họng ăn không có họng nói, tụi bay phải làm bia đỡ đạn cho tao để tao đạt được thành công. Thì theo tin tức từ Hoa Kỳ đã nhận định, đặc biệt nhất là Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ cho rằng tình hình hiện nay khi mà Ukraine có được vũ khí, Ukraine sẽ lật ngược thế cờ và Nga sẽ thảm bại. Thì liền cùng lúc này khi mà Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ đã bình luận một đoạn ngắn ở trong cái báo chí, kính thưa bạn, thì Nga nói là hiện nay
là Ukraine chuẩn bị tấn công vào đảo Crimea vào trước ngày lễ của tháng 5, ngày 7 tháng 5 tới đây, kính thưa bạn. Ở chuyện đó chuyện đương nhiên rồi, khi mà Nga đã xâm lăng được và lãnh thổ đó là của Ukraine, đảo Crimea là của Ukraine. Vì vậy, việc mà Ukraine có được vũ khí lật ngược thế cờ để tấn công Nga ở đảo Crimea, đó là chuyện bình thường. Và còn lại là cái cầu đảo Crimea, bây giờ chỉ tính bằng giờ, khi hỏa tiễn của Hoa Kỳ và Anh Quốc cũng như các quốc gia khác đã đến Ukraine, thì việc là cái cầu này bây giờ chỉ tính bằng thời gian và bao giờ khi Ukraine bắt đầu phát động một cuộc tấn công, đó là vấn đề trước mắt. Vì vậy là Nga đang ung gom khí tài quân sự về ở tại đảo Crimea và luôn cả binh lực của Nga. Bây giờ thì kính thưa bạn, hãy nói là ở trên đoạn đường dài 1.000 cây số của Ukraine từ ở Kharkov và chạy dài về cho đến miền Nam cũng như luôn cả đảo Crimea, thì Nga bỏ ra như vậy là trên dưới là 1 triệu quân của Nga. Và số phận của đảo Crimea, cái cầu này còn tồn tại bao lâu? Theo các báo chí bình luận cho rằng thời gian của nó là trong tháng 5 sẽ chấm dứt và cái cầu sẽ sụp đổ. Đó là những gì mà các báo chí bình luận. Còn riêng về Tổng thống Zelensky thì ông đã tuyên bố từ lâu, cũng như người ta nhắc lại với lời nói của ông. Ông nói việc mà chúng tôi đánh sập cái cầu đảo Crimea, đó là tôi đã mong muốn từ lâu, cũng như luôn cả quân đội Ukraine của chúng tôi là một lòng đánh sập cái cầu đảo Crimea này. Khi cái cầu đảo Crimea đã bị sập, họ bắt đầu đợt tấn công của chúng tôi nhiều mặt trận từ Kherson, Mariupol và Melitopol, cũng như luôn cả ở Zaporizhia. Còn lại tình hình ở tại miền đông, chẳng hạn hiện nay như Chasovia và luôn cả mặt trận Bakhmut, hay ở tại Andriyevka, chúng tôi cầm chân khi chúng tôi đã chiếm được miền nam, thì ở miền đông chúng tôi cũng chiếm được qua những gì và từ lời tham mưu trưởng Ukraine, ông Siki, ông đã công bố. Thì tình hình hiện nay, kính thưa bạn, đó là Nga đang gối bời và nằm ở trong quốc hội của Nga, luôn cả bộ phòng liên tục họp để bàn về tình hình chiến sự ở tại Ukraine trong 24 giờ sắp tới. Và khi mà Ukraine đã có được vũ khí, vì vậy ngày hôm nay Nga bắt đầu tấn công vào ở những đoạn đường sắt, những đường huyết mạch, là để ngăn chặn về gói vũ khí của Hoa Kỳ đã gửi cho Ukraine. Vì gửi đến đây bắt buộc Ukraine cũng phải vận chuyển bằng đường tàu hỏa hay bằng đoạn đường nào đó vì thời gian cấp bách. Vì vậy là Nga phá hủy tất cả các hạ tầng cơ sở về hệ thống giao thông ở trước tình hình đang căng thẳng này. Đó là cục diện đó qua lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ phòng của Nga, ông Shugoi. Riêng về đại sứ của Nga ở tại Canada, hôm nay cũng lên tiếng và cảnh báo là giới Canada cho rằng nếu như Canada tịch thu tài sản của Nga để giao cho Ukraine, thì Nga sẽ bắt đầu có chiến lược và hạ cấp ngoại giao với Canada. Không biết hạ cấp xuống còn ở văn phòng hay là cái gì, kính thưa bạn. Cái vấn đề này hiện nay là Nga không bao giờ nghĩ đến cái việc mà tại sao các nước quốc gia khác, cả thế giới người ta cô lập Nga. Putin không có thấy điều đó, mà Putin cho rằng là hiện tại như bây giờ là đối thủ cũng như kịch địch với Nga, đó là đồng minh của Hoa Kỳ và lẫn cả Hoa Kỳ, chẳng hạn như Canada, Úc và nhiều quốc gia khác nằm trong G7 hiện nay và luôn cả Hiệp hội Châu Âu. Vì vậy là đại sứ của Nga nói cho rằng hành động của Canada là một hành động thiếu ý thức cũng như thiếu văn hóa và không nghĩ rằng về mặt ngoại giao hiện nay giữa hai quốc gia đang êm đẹp. Và nếu như hành động của Canada tịch thu tài sản của Nga giao cho Ukraine, thì chúng tôi sẵn sàng bước kế tiếp và chúng tôi sẽ có hành động đáp trả nhanh hơn với những gì mà chúng tôi đã nêu ra. Đó là theo đại sứ của Nga ở tại Canada đã lên tiếng. Thì kính thưa bạn, nói đến vấn đề này thì Nga ngay bây giờ đang sửng sốt ở khi mà Thụy Sĩ lần đầu tiên đã đóng băng tài sản của Nga lên tới 14 tỷ đô la, là một trong con số khổng lồ. Từ trước tới nay Thụy Sĩ thì đứng vào cái kẻ ở ngay giữa, kính thưa bạn, phe nào cũng chơi. Nhưng sau khi tình báo của Nga
ở tại Thụy Sĩ mà Đức và các quốc gia của Liên minh châu Âu đã kết hợp và bắt giữ tình báo của Nga và trong đó có Tàu Cộng, thì ông Thụy Sĩ ông hốt hoảng, ông nói là tụi bay đã chơi tao, tao đã làm yên rồi, tao không muốn nói chuyện gì nhưng tụi bay tiếp tục chơi tao, được cấm vận 14 tỷ đô la và nằm trong tài khoản của Thụy Sĩ đã bị đóng băng hoàn toàn. Thì hiện nay từ G7 hiện đang lên kế hoạch để tìm bằng mọi cách như thế nào để giữ tài sản đó và cũng có thể chuyển tài sản đó cho Ukraine nếu như chấm dứt cuộc chiến tranh, Nga không bồi thường chiến tranh dân dân. Hiện tại như bây giờ nói đến tình hình ở tại châu Âu, kính thưa bạn, hiện nay mà từ Nga đã công bố cũng như luôn cả các quốc gia đã bình luận về tình hình ở tại châu Âu trong 24 giờ như sau. Nói hiện nay đồng minh của Hoa Kỳ từ Anh, Pháp, Đức và Đan Mạch cũng như nhiều quốc gia khác trong Liên minh châu Âu NATO và cả Hoa Kỳ cũng như Canada đang tìm mọi cách để đưa cố vấn quân sự đến ở tại Ukraine. Thì con số này theo lời của Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ trước khi ông đã công bố, ông nói chiến lược đó bắt buộc phải có nhưng không tiết lộ như sau. Cũng như hiện tại quân tình nguyện của Pháp thì trên dưới đã có một lữ đoàn, thì con số khoảng 5.000 quân, kính thưa bạn, trước kia còn bây giờ thì bao nhiêu không ai biết được vấn đề này. Thì những người này là một trong những người quân đội để huấn luyện cho binh sĩ của Ukraine sử dụng vũ khí, vì vũ khí càng lúc càng mới, càng lúc càng tối tân, mà không có ở ngang ở chuyên gia, không có kế hoạch thì họ không thể nào sử dụng được. Vì vậy bắt buộc phải có cố vấn và những người đến để huấn luyện cho binh sĩ của Ukraine sử dụng vũ khí tối tân tới đây. Thì tình hình hiện nay là khi Nga đã công bố điều này thì các báo chí ở châu Âu chưa có ai trả lời điều đó, luôn cả Pháp và Anh Quốc cũng như Hoa Kỳ. Như kế hoạch đó người ta đã có từ lâu, cũng như để vận hành, để hỗ trợ cho Ukraine nhiều hơn nữa về mặt quân sự và lẫn cả thiết bị quân sự để huấn luyện cho Ukraine một cách gọn gàng và dễ dàng hơn. Đó là chi tiết về Nga cũng như châu Âu đã thông báo. Thì tình hình hiện nay, kính thưa bạn, nói đến là một trong giới chức của Estonia vừa lên tiếng hôm nay nói tình hình ở tại Ukraine, đặc biệt nhất là ở chảo lửa ở tại Chasuya. Hiện tại ngay bây giờ, nếu như gói vũ khí chậm chạp đến cho Ukraine thì Chasuya sẽ mất trong tương lai, và bây giờ nó đang tính bằng ngày, vì với lực lượng quân đội của Ukraine hiện tại nơi đây không công bố là bao nhiêu quân số, nhưng số quân của Nga hiện tại ngay bây giờ trên dưới gần 30.000 quân, chỉ có một lõm chút xíu bằng cái khu chén, kính thưa bạn, một ngôi làng chỉ có 12.000 dân. Thì các bạn tính là một thị trấn này có được bao nhiêu người, cho nó là một cái quận đi, thì hơn 30.000 quân mà quân đội của Ukraine đã kìm chân cũng như đẩy lùi những cuộc tấn công của Nga ở nơi đây là suốt thời gian 2 tháng nay, kể từ khi mà vũ khí đình trệ từ Hoa Kỳ và lẫn cả châu Âu không kịp tay đến Ukraine, mà Ukraine kìm cự đến bây giờ. Và thời điểm này là thời điểm Nga đang quyết tử để tấn công vào Chasuya, theo tham mưu trưởng của quốc gia này đã công bố. Và tình hình ông đang kêu gọi từ Hoa Kỳ và lẫn cả NATO hãy tiếp tục hỗ trợ và hãy đẩy nhanh cái gói viện trợ cho Ukraine, không thể chậm trễ. Nếu như chậm trễ, Ukraine rơi vào tình thế bất lợi, đặc biệt nhất là ở tại Chasuya, đó là ở Estonia đã công bố. Thì tình hình hiện nay, kính thưa bạn, nói cuộc tập trận của Hoa Kỳ và luôn cả NATO ở tại Phần Lan và khu vực ở ba quốc gia ở vùng Baltic, Nga đã đang nổi cáo và tiếp cận hơn nữa, tức là nổi cương điên, cho rằng hiện nay Hoa Kỳ, chính Hoa Kỳ và NATO muốn châm ngòi cuộc chiến tranh ở tại đất nước Nga và Nga sẽ sẵn sàng bẻ gãy. Hiện tại thì với binh lực của Nga không biết là có bao nhiêu ở cặp biên giới này, vì biên giới giữa Phần Lan, kính thưa bạn, là kéo dài tới 2.000 cây số, là một trong con số khổng lồ, 2.000 mấy 3.000 cây số, đường quá dài.
thì Nga gãi quân không biết là bao nhiêu cũng như khí tài quân sự, nhưng Nga đang hốt hoảng trước tình thế này. Thì Nga bắt đầu đã tuyên bố là vũ khí hạt nhân sẽ đặt ở tại ở khu vực của vùng biển Baltic, ba quốc gia ở vùng Baltic này, vì Nga có một một phần đất của Nga ở khu vực này, đó là ở tại Kaliningrad, kính thưa bạn. Vì vậy Nga cho rằng Nga sẽ bố trí vũ khí hạt nhân chiến lược của Nga. Thì Nga bây giờ Nga là chỉ có nước hầu như họ nói là hầu như là cái dưới cầm quyền của Nga ngay bây giờ, từ Putin cho đến Lagos hay là ông Peskov, bà Yakhakova và lẫn cả Jimmy Medvedev, thằng cha nào cũng mang vũ khí hạt nhân hết. Hãy mở miệng ra là vũ khí hạt nhân đe dọa đến những quốc gia khác, kính thưa bạn, mà không biết nghĩa là các ông cứ nghĩ rằng các chỉ có mình ổng có vũ khí hạt nhân thôi, mấy nước khác cũng có, vì vậy tao nổ cho nó đã. Nhưng mà cái cuộc chiến này theo các báo chí bình luận cho rằng nếu như Nga vẫn không đầu hàng và rút quân khỏi Ukraine thì tin tưởng rằng giữa NATO và Nga cũng như Hoa Kỳ sẽ có cục độ lớn ở tại châu Âu diễn ra trong thời gian tới. Thì đây chỉ là một cái bình luận và thấy được cái tình hình chiến sự cục diện của nó đang căng thẳng ở mức độ này. Thì chúng ta cũng không biết ra sao trong thời gian tới, nhưng tình hình hiện nay là một trong tình hình phải nói là đang căng thẳng ở mức tột đỉnh chưa từng có, khi gói hỗ trợ của Hoa Kỳ lên tới 61 tỷ đô la. Thì Putin và luôn cả cái dàn lãnh đạo của Nga nằm trong quốc hội của Moscow thì phải nói đang điên đảo và đứng ngồi không yên trước tình thế này. Và Putin đến cuối cùng thì sao? Theo các báo chí bình luận cho rằng hiện nay Ukraine chưa có ưu thế. Thứ nhất, về vũ khí chưa đến. Thứ hai, F-16 chưa có. Về mặt F-16 cũng không phải là để thay đổi được cục diện, mà cục diện của nó hãy chính chiến lược của tham mưu trưởng Ukraine ông Zelensky, đánh như thế nào thắng được, đánh như thế nào để Nga hốt hoảng trước tình thế này. Đặc biệt nhất là với quân đội của Nga, mỗi một khi nghe đến là hòa thiện hay mắc là xem như một cơn ác mộng. Vì vậy chiến lược này lợi thế vào đây. Hiện nay cuộc chiến ở tại Ukraine nhờ vào máy bay không người lái cũng như luôn cả là hỏa tiễn, những lò hỏa tiễn dẫn đường chính xác. Anh Quốc đã hỗ trợ 1.600 quả và còn lại Pháp cũng như Hoa Kỳ lẫn cả Đức. Đức trước sau gì cũng phải giao hỏa tiễn trâu bò, và hỏa tiễn trâu bò có thể là một cục diện lợi hại cho Nga. Vì vậy là Nga không có thể trụ được thời gian tới, là tính thời gian ngay bây giờ. Là theo tin tức từ Liên minh NATO đã cho biết, chẳng hạn như lời của Tổng thư ký NATO, ông cho rằng thời gian hiện nay Ukraine đang gặp khó khăn, nhưng trong vòng 2 tuần nữa là Ukraine sẽ có tin chiến thắng và Ukraine sẽ lật ngược thế cờ. Đó là tin tức ở tại châu Âu theo các báo chí bình luận. Thì chúng ta cũng mong muốn điều đó để cho Ukraine là đứng vững vàng hơn, và một cái hai Ukraine sẽ là thế chủ động để lật ngược thế cờ, đẩy quân Nga và cho quân Nga bị thiệt hại thê thảm. Đó là tin tức tình hình ở tại châu Âu trong 24 giờ, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại Trung Đông. Ngày hôm nay thì Trung Đông là tạm ổn, nhưng nội bộ đấu đá cũng như luôn cả ở tại Hamas. Thì tình hình ở tại Palestine hiện nay là lực lượng quân đội Do Thái vẫn tiếp tục tấn công ngày và lẫn cả đêm vào ở dãy Gaza, từ miền Nam lẫn cả miền Đông, miền Bắc của Gaza, kính thưa bạn. Thì lực lượng Hamas đã tuyên bố gì? Nói đến chiến lược của Ukraine tiếp tục tấn công vào ở trái tim của Rafah thì Do Thái sẽ không đạt được thành công nào, mà chính lực lượng Hamas sẽ đạt được thành công. Mục tiêu của chúng tôi đó là muốn đánh bại lực lượng Do Thái, trời trời nổ nữa. Bây giờ nghe là còn chỉ có nghe là lông không à, kính thưa bạn, chứ không phải là không còn ngoe với càng nữa, ngoe càng gì nó rụng hết trơn rồi. Quân của Hamas hầu như đã tan rã ở tại Palestine, mà bây giờ đó là còn lại ở cái nhóm lãnh đạo ở nước ngoài Palestine thì đang năn nổ và cho rằng
họ đang chiến thắng. Nhưng cái chiến thắng đó là bao nhiêu người dân của Palestine đã chết, bây giờ là lên tới 34.000 người, là một trong con số khổng lồ. Hiện nay Qatar đã thông báo cho biết với tổ chức khủng bố, bây giờ Qatar là lên tiếng thẳng là khủng bố, là Hamas: chúng tôi sẽ không cho lập dân phòng và chúng tôi đuổi thẳng các anh đi đâu đó đi, và cũng như không được ở trong đất nước của chúng tôi, vì đây là luật của quốc gia này. Vì vậy là đuổi thẳng. Kính thưa bạn, thì bây giờ lực lượng này chạy đi đâu? Chạy về ở Syria hay là những quốc gia khác còn lại trong đó, đó là ở Liban, với những chi nhánh này bây giờ đang năn nổ cho rằng họ sẽ đáp trả một cú đích đáng cho Do Thái trong những ngày sắp tới. Đó là theo tin tức từ Hamas đã công bố. Riêng về lực lượng của Do Thái thì cho rằng tình hình hiện nay ở tại Palestine thì lực lượng của Do Thái đang kiểm soát và đạt được nhiều thành công, cũng như tiến thẳng đến ở Rafah, và thời gian đó không còn bao lâu nữa chúng tôi sẽ kiểm soát hoàn toàn với tình hình ở tại đất nước Palestine. Đó là tin tức về tình hình ở Trung Đông. Riêng về ngày hôm nay thì ở tại dọc biên giới giữa Lebanon, ở khu vực này thì vẫn liên tục đụng độ ở cặp biên giới, nhưng nó không đáng ngại vì đấu pháo qua đấu pháo lợi hàng ngày hàng chục trái, hoặc là rocket dân dân. Riêng về Syria thì không có hành động gì, và luôn cả Iran ngày hôm nay, kể từ khi mà tổng thống của Iran đã tuyên bố rằng đã có làm giàu chất uranium đủ để chế tạo một trái bom hạt nhân, thì đột nhiên bật vô âm tính, và họ đang tính toán những gì, cũng như luôn cả Do Thái và Hoa Kỳ. Theo các báo chí bình luận cho rằng, với các tình báo, từ tình báo của Do Thái và tình báo của Hoa Kỳ, cũng như luôn cả châu Âu, hiện đang theo sát Iran, và Iran có hành động để chế tạo vũ khí hạt nhân, thì chuyện càng lúc càng lớn trước tình thế này ở Trung Đông đang diễn ra hôm nay. Nói về Iran, Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, thì hiện nay bốn quốc gia đã ký kết liên minh, và cụ thể đã có theo phái đoàn của Bắc Triều Tiên đã công bố là chúng tôi đã ký kết liên minh về mặt kinh tế cũng như xây dựng về hạ tầng. Nhưng mà các bạn biết Bắc Triều Tiên mà xây dựng con khỉ khô gì, xây dựng súng đạn thì có, chứ còn nói là xây dựng hạ tầng cơ sở thì cái chuyện này sao bỏ dẹp bên đi, đừng khó chuyện đó, không có cửa đó. Thì Bắc Triều Tiên đã lên tiếng là chúng tôi đã đạt được thành công và ký kết liên minh với bốn con quỷ chúa là Tàu Cộng, quỷ Đức đó là Nga, và bây giờ thì đến Iran và Bắc Triều Tiên, trở thành một trục qua ma quỷ. Và theo các báo chí bình luận cho rằng với ký kết liên minh này họ không đạt được thành công nào, mà họ cũng có thể ngã ngựa bất cứ giờ phút nào. Lý do là họ cho rằng họ ký kết kinh tế nhưng quyền lợi của họ không có, trong khi Putin đã thất bại về cuộc chiến ở tại Trung Đông, mà Putin muốn càng lúc càng nổ lớn hơn, luôn cả Kim Jong Un cũng mong muốn điều đó, và Tập Cận Bình là kẻ hưởng lợi, nhưng kẻ thiệt hại nhất nặng nề đó là Iran. Nhưng không may cuộc chiến lắng dịu, đó là cũng có may cho Iran, vì Iran đã nhìn thấy trước được cuộc chiến này Iran không có lợi. Thì Bắc Triều Tiên đang tức tối, vì vậy tức tốc cho phái đoàn của Bắc Triều Tiên đến gặp Iran và bàn qua tình hình sắp tới cũng như diễn biến của nó, là nếu như một cuộc đụng độ ở Trung Đông nổ ra lớn thì đó là đề tâm thi kiến sẽ bùng nổ, cuộc chơi sẽ bắt đầu lớn hơn, theo những gì các báo chí chia sẻ về tình hình ở tại Trung Đông trong 24 giờ. Kính thưa bạn, thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở tại Tàu Cộng, nói đến chuyến đi của Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến ở tại Thượng Hải, thì các báo chí bình luận hôm nay như sau, và nhiều chi tiết chia sẻ. Theo lời của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông cho rằng ở chuyến đi thì người dân Trung Quốc hãy nói rất hoan nghênh ông khi ông máy bay hạ cánh xuống ở tại Thượng Hải, thì người dân Thượng Hải rất vui mừng khi đón tiếp với ngoại giao của Hoa Kỳ. Thì cái đón tiếp rất là, phải nói nhợt nhạt, rất là tồi tệ.
so với ở những đợt trước kia của ông vừa đến. Lần này là tệ nhất, mỗi một ngày hạ cấp xuống một chút. Nhưng bên cạnh đó, người dân ủng hộ thì Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông nói: "Tôi đến vì nhân dân Trung Quốc và hai quốc gia, nhưng tôi rất rằng là hoan nghênh với người dân Trung Quốc hiếu khách và náo nhiệt, tôi rất vui. Còn việc về hai bên ngoại giao với nhau thì vấn đề này chúng ta sẽ bàn thêm nhiều sắp tới. Nhưng tôi lấy tiếc là cái chuyện lớn thì Đảng Cộng sản Trung Quốc không nghĩ đến, mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tìm những cái giặc giảnh để hạ bệ Hoa Kỳ, làm cho Hoa Kỳ mất mặt. Chẳng hạn như khách sạn của ông mướn và đối diện gần là giới căn cứ quân sự của Trung Quốc. Thì vài giờ sau, Trung Quốc bắt đầu cho hai tàu chiến đậu ở ngoài của Thượng Hải, ở cách bờ biển khoảng 200m, 300m, kính thưa bạn. Và ý đồ của Trung Quốc muốn nói gì? Trung Quốc nói: "Tao cũng vẫn có đồ chơi, tao vẫn có tàu chiến, và Trung Quốc không để ai bắt nạt Trung Quốc. Những gì mà Trung Quốc muốn, có lẽ là Trung Quốc đang muốn lấy mặt mũi, là dù sao chăng nữa, tao cũng là một cường quốc đông dân số nhất. Vì vậy, đưa hai tàu chiến đến để đe dọa đến Ngoại trưởng Hoa Kỳ." Theo các báo chí bình luận, nhận định cho rằng ý đồ của Tập Cận Bình rất là xấu xa, và cũng như Tập Cận Bình không muốn để ai bắt nạt, vì vậy mới đe dọa đến Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Cũng như chuyến thăm của ông làm việc về kinh tế, và điều đặc biệt hơn là Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông không nhắc đến việc mà vấn đề Trung Quốc hỗ trợ vũ khí cho Nga nhiều mặt, từ thiết bị quân sự, máy bay không người lái và luôn cả vũ khí. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông cảm thấy rằng là tình hình hiện tại không nên nêu ra vấn đề này, vì đây là cuộc họp diễn đàn kinh tế mà tất cả đồng minh của Tàu Cộng đang chèn ép cũng như danh tiếng nói. Cuối cùng thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhận định cho rằng là Trung Quốc đã thất bại trước mặt ngoại giao về thế giới. Trung Quốc cho rằng Trung Quốc sẽ đạt được thành công từ mặt kinh tế và chính trị lẫn cả quân sự, nhưng tương lai của Trung Quốc là mất tất cả. Tập Cận Bình không còn được gì, theo các báo chí chia sẻ qua những gì từ lời của Ngoại trưởng Hoa Kỳ mà ông đã tiết lộ ra. Thì giữa Tập Cận Bình và Ngoại trưởng Hoa Kỳ, hai bên vẫn trao đổi với nhau vấn đề kinh tế, và cái điều gút mắt của Dương Nghị, tức là Cương Nghị không đồng ý những gì mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông đã nêu ra từ vấn đề eo biển Đài Loan, và luôn cả chính sách kinh tế cũng như chip bán dẫn mà Hoa Kỳ hiện đang hạn chế Tàu Cộng. Vì vậy Dương Nghị không đồng ý, mà theo lời của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông phát biểu với Tập Cận Bình, ông cho rằng tình hình hiện nay hai quốc gia chúng ta nên ngồi lại để làm việc với nhau vấn đề kinh tế và ban giao với nhau được tốt lành hơn. Mà nếu như Trung Quốc đặt điều kiện, chúng tôi cũng có điều kiện với đất nước Trung Quốc. Cái điều kiện ngày hôm nay rất đơn giản, đó là vấn đề eo biển Đài Loan cũng như Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, là yêu cầu Trung Quốc nên dè chừng, cũng như hãy biết mình là ở khu vực nào và làm gì. Đừng bao giờ vượt quá giới hạn mà Hoa Kỳ không cho phép. Thì Tập Cận Bình và cả Dương Nghị đáp trả lại là yêu cầu Hoa Kỳ đừng xen vào nội bộ của đất nước Trung Quốc, đặc biệt nhất là Đài Loan. Đài Loan là một phần lãnh thổ của đất nước Trung Quốc, không ai có quyền chia cắt cũng như không có ai quyền xen vào nội bộ của đất nước Trung Quốc. Nhưng Đài Loan có nhìn nhận là Đài Loan là nội bộ của Tàu Cộng không? Đâu có, ta có chính phủ, ta có quân đội đàng hoàng. Vừa qua với lời tổng thống của Đài Loan, tân tổng thống ông Lai Thanh Đức, ông nói là Trung Quốc hãy tự động đến để đàm phán. Tại sao tôi phải đến đàm phán? Vì tôi là một quốc gia
Tôi có chính phủ, tôi có quân đội, người dân của chúng tôi đã bầu tôi lên. Và tôi phải chịu trách nhiệm những gì tôi đã làm khi người dân tín nhiệm tôi. Thì đó là Trung Quốc hãy tự động đến để đàm phán. Tại sao tôi phải đàm phán? Qua là phát biểu của ông La Thanh Đức vừa qua, kính thưa bạn. Vì vậy với những gì mà đất nước Trung Quốc hiện nay đang tức tối để muốn hạ nhục Hoa Kỳ qua chuyến đi của Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến ở tại đất nước Trung Quốc. Đó là chi tiết về chuyến đi của ông. Nhiều tin tức khác, kính thưa bạn. Thì chúng ta chỉ quan trọng hôm nay thì tin tức Việt Nam rất là quan trọng. Vì vậy UN chia sẻ cùng với tất cả các bạn nói về tin tức Việt Nam. Nhiều chuyện ngày hôm nay rất là Việt Nam ngay bây giờ thì các bạn đã biết. Tin đồn đi trước, làng nước mới theo sau. Hầu như không phải mà mới đây mà là từ cái lúc mà Phúc Niệm đã bị đuổi, rồi cho đến Võ Văn Thưởng, thì bây giờ đến Dương Đình Huệ. Dương Đình Huệ cũng đã chính thức bị đuổi ngày hôm nay, đã không còn nữa. Mặt mũi tứ trụ của Đảng Cộng sản Việt Nam quá mất mặt, theo những gì các báo chí chia sẻ. Điều mà Diêu Danh muốn thưa cùng với tất cả các bạn ngày hôm nay nói về tình hình chính trị tứ trụ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang nội bộ lũng củng. Đây là cái thời của Cộng sản Việt Nam chuẩn bị kết thúc. Giống như Diêu Danh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua nói ma quỷ, thì phải nói có quyền có phép, nó có hơn cả Chúa và hơn cả Phật. Vì vậy họ có thể giết người được và tàn sát người khác được, làm bất cứ điều gì là tội ác. Vì ma quỷ mà nó là vốn là đã quỷ, quỷ dương đi đứng nửa lần, vì vậy nó rất là hung ác. Nhưng đã đến lúc Phật Bà Quan Âm sẽ thâu nó lại. Vì vậy hãy tự tụi nó tiêu diệt lẫn nhau, chết dần chết mòn và chết hết, không còn ma quỷ nữa. Theo ở trong cái kinh sách của Đức Thật Thầy Tây An đã viết ra, thì bây giờ chúng ta đang thấy là nó đang hiện thành sự thật với những gì trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà khi Dương Đình Huệ đã buông súng đầu hàng trước sức ép của Tô Lâm, thì Trọng Lú nói gì về vấn đề Dương Đình Huệ cũng như cuộc họp ở Trung ương Đảng, mà nói những cuộc họp ở Trung ương Đảng nằm trong ngăn họp bộ chính trị là những cuộc họp bí mật. Nhưng tại sao tiếng đồn ở bên ngoài đi trước, thì Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu mấy hành pháp theo sau? Đó là tiếng đồn đi trước, làng nước theo sau, kính thưa bạn. Thì Trọng Lú cho rằng tình hình hiện nay là phải làm ổn định lòng dân, và để cho người dân, lòng dân tin tưởng. Ê, cha nào ơi, tin tưởng gì? Bộ chính trị của ông, tứ trụ của ông bây giờ còn có hai gan, còn có bốn chân mà còn có hai chân à, làm sao mà ổn định được ông nội? Có ai ngồi cái ghế hai chân được ổn định không? Kính thưa các bạn hãy suy nghĩ và hãy chia sẻ cùng Diêu Danh. Cái ghế hai chân có bao giờ được ổn định không? Làm sao ổn định được? Lật tới lật lui, cả bản thân của Trọng Lú cũng lật tới nơi bây giờ. Đó là nói về nhà lời của Trọng Lú đã tuyên bố về nhà để cho lòng dân được ổn định. Nhưng mà lòng gà bây giờ nó còn ghẻ hơn lòng dân đó ông nội ơi. Bây giờ người dân không có nghĩ về đến vấn đề nhà nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, mà người dân thì rất ơ thờ vấn đề này. Nói đến, ôi thằng nào lên thì thằng đó cũng phải là hối lộ móc ngoặc, vì nó không thay đổi được. Nếu muốn thay đổi được, hãy thay đổi chế độ cộng sản này, không còn cộng sản nữa, và dân cử bầu cử lên tổng thống, và người dân được quyền tiếng nói tự do. Còn bây giờ các bạn nhìn thấy, nó kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam của chúng ta hôm nay, thì chúng ta đâu có cái là miệng có miệng mà không có nói được. Nói ra thì ấy là tội phản động, thế lực thù địch, dân dân. Nhưng thế lực thù địch chính ở trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy người dân không được quyền nói. Và với Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tuyên truyền láo khoét là đảng tốt, đảng trung thành, đảng chân thật, đảng có uy tín, đảng lo cho dân. Nhưng các bạn nhìn thấy Đảng Cộng sản Việt Nam có bao giờ thương dân đâu, là nó mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời cộng sản mà thương dân mình. Vì vậy là không có thương dân mình,
mà là họ muốn cướp giật và muốn bóc lột. Và chế độ này có còn tồn tại hay không? Theo các báo chí bình luận, nói trong năm 2024, vào thời điểm là 30 tháng 4, là cái ngày nghĩ rằng là nước mắt chan cơm với người dân của chúng ta khi Đảng Cộng sản Việt Nam đã cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam của chúng ta. Thì năm nay, năm 2024, là chính Đảng Cộng sản Việt Nam tứ trụ bị sụp đổ. Và cái sụp đổ này, một cái bước ngoặt phải nói lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ có xảy ra kể từ khi Hồ Chí Minh đã ăn cướp những người chiến sĩ chống Pháp, và họ giết tất cả, trong đó có cả Đức Huỳnh Giáo Chủ. Kính thưa bạn, thì bắt đầu họ dựng lên một chính phủ, một cái là Đảng Cộng sản Việt Nam ở tại Bắc Việt, và họ cấu kết với Nga và Tàu Cộng để xâm lăng vào miền Nam Việt Nam của chúng ta. Và thời điểm hiện nay là cái thời điểm kết thúc của nó. Khi 30 tháng 4 tứ trụ sụp đổ, thì chuyện gì sắp đến? Nói đến một cái tin tức mà chấn động ngày hôm nay, không ai tin được cũng như không ai ngờ được. Nói đến Cô Tô, núi Cô Tô ở tại tỉnh An Giang. Cô Tô nằm trên cái đoạn đường dài 7 núi, nơi đây Du Anh biết rất gần. Từ Chi Lăng vào Cô Tô, nơi quân trường mà Du Anh đã học quân trường đi lính ngày xưa, và những cuộc chiến ở tại Cô Tô cũng như núi Cấm, núi Dài, vân vân. Thì nơi đây phải nói là rất là rộng lớn và địa hình chiến lược rất là quan trọng. Khi hai ngày nay Cô Tô cháy cả một cái núi Cô Tô. Nói đến núi Cô Tô thì kính thưa bạn, là những trận chiến hải hùng chưa từng có trước năm 1975. Hãy nói nhiều đơn vị từ biệt động quân, thủy quân lục chiến, lẫn cả sư đoàn 7, sư đoàn 21 và sư đoàn 9, sư đoàn 18 đã ùn kéo quân về đây để đánh Cộng sản Bắc Việt, với hai sư đoàn Cộng sản Bắc Việt từ ở biên giới Campuchia và chạy vào Cô Tô. Thì một cuộc hành quân để tấn công vào Đảng Cộng sản Bắc Việt, hãy nói chiến địa khốc liệt chưa từng có. Thời gian năm 1973-74, thì bây giờ Cô Tô đã cháy, báo hiệu điều gì cho Đảng Cộng sản Việt Nam? Kính thưa bạn, đồng bằng sông Cửu Long bị khô hạn khắp cả đất nước của chúng ta. Thì bây giờ tứ trụ sụp đổ, có phải là thời điểm này là thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị sụp đổ theo sau hay không? Theo các báo chí bình luận cũng như người dân ở tại đất nước Việt Nam cho rằng, tình hình hiện nay với bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam rất là rối loạn, và họ cũng có thể là thanh toán với nhau bằng súng đạn khi mà Tô Lâm ép Dương Đình Huệ hãy buông súng đầu hàng. Nói đến cảnh tượng này khó có thể diễn tả được. Hiện nay thì các bạn thấy ở trong tứ trụ đã sụp đổ, thì bây giờ cái chức vụ của Dương Đình Huệ giao lại cho Phó Chủ tịch Quốc hội, mục đích hai ghế y hệt như là Chủ tịch Võ Văn Thưởng đã rời đi, giao lại cho Phó Chủ tịch hai bà, mỗi một bà kim hai đích. Kính thưa bạn, mục đích phó và mục đích trưởng, và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ như sao? Và Tô Lâm sẽ bắt đầu giết trọn nằm trong nội bộ của Trung ương Đảng những người ở chức vụ của ủy viên Quốc hội. Ê cha, chuyện càng lúc càng lớn ở Việt Nam bây giờ. Vì sao? Vì họ không có tiền, bắt buộc phải họ dơ dét từ ở trong nội bộ. Đầu tiên là nội bộ mới có tiền, dân ở ngoài bây giờ không còn nữa, hết tiền rồi, nhìn ra ở xã hội bên ngoài thì nhìn thấy đó là đội bán vé số lên tới mấy trăm ngàn người, già trẻ bé lớn đều đi bán vé số để kiếm sống qua ngày. Và kế tiếp là đội đi giao hàng và chạy xe ôm, cộng thêm đó là đội lao động xuất khẩu, và cuối cùng là những chị em phụ nữ bị bán tình dục cho nước ngoài, với những người mệnh danh
là có chồng nước ngoài dân dân, nhưng hình thức đó là một hình thức trá hình, mà một hình thức đó là một hình thức bán người, bán ấy à, bán nô lệ dân dân. Nói đến Đảng Cộng sản Việt Nam thì bây giờ nó kết thúc có thể là sớm hơn theo những gì mà người ta đã nhìn thấy ở trước tình hình ngày hôm nay, mà Trọng Lú cho rằng phải làm cho ổn định được lòng dân. Chính Trọng Lú không được ổn định, vì vậy lo sợ phập phồng nhiều mặt trước tình hình này. Hiện nay như các bạn thấy là Vương Đình Huệ đã chạy sang Tàu Cộng gặp Tập Cận Bình để chào và giang sinh, nhưng hầu như không được tha thứ. Với những gì mà những cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đang năn nổ hôm nay, hàng cha nào càng nổ nhiều chừng nào, hiền cha đó đi sớm nhiều chừng đó. Nói về tin tức Việt Nam và cũng như những thiên tai đang báo hiệu cho Đảng Cộng sản Việt Nam đến ngày sụp đổ đến nơi, đó là sự báo hiệu mà báo ứng cho Trọng Lú để chuẩn bị lo biết trước được những ngày sắp tới. Đó là tin tức ở tại Việt Nam hôm nay. Kính thưa bạn, dân thì vô danh có bao nhiêu có tâm tình, chia sẻ cùng với tất cả các bạn thương thương của vô danh. Vô danh xin kính chúc sức khỏe các bạn khỏe mạnh, cuối tuần vui vẻ. Hẹn gặp nhau tại Sài Gòn.